sẽ hiện ra các theo màu đúng không? Nhưng hôm nay thì họ tôn kính, họ sẽ cất ở bên trong. Chẳng hạn như hôm trước mình thấy mình đến cái một ngôi chùa nổi tiếng Xá Lợi Răng Phật và mình cũng đâu có thấy được cái răng Phật, Đức Phật đâu. Đúng rồi. Đó. Mình mắt này trên con voi nhìn xuống đó. Đó, có nghĩa là mắt kìa. Chú voi này hãnh diện là được chở Xá Lợi Răng Phật và đến lúc mất đi thì nước mắt ròng ròng. Nên bây giờ người ta Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một ngôi chùa cổ ngay tại thủ đô Colombo, có tuổi đời hơn 100 năm. Và đây là một ngôi chùa mà mỗi khi Phật tử đến đây đều muốn ghé viếng ngôi chùa này. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Đây là một trong những ngôi chùa rất quan trọng đối với tín ngưỡng của người Sri Lanka, cho nên là lúc nào cũng có cảnh sát và an ninh được quản lý rất là nghiêm ngặt. Vô cái cổng chùa thì cô bác quý anh chị thấy không? Đây là cái ngà voi ha. Ở đất nước Sri Lanka thì rất là nhiều ngà voi như thế này. Và đây là ngà voi thật hết, cô bác quý chị. Chút nữa đây anh cố gắng anh quan sát sẽ thấy được có rất là nhiều báu vật từ Việt Nam được hiến dâng cho nhân dân Sri Lanka. Và có những cái bức hình của các vị tăng, vị sư lâu năm và có tuổi đạo rất lâu ở Việt Nam. Và thưa cô bác quý chị, nhìn lên cái gác trên kia kìa, có rất là nhiều cổ vật ha. Đó là những cái bức tượng bằng đồng nè. Và phía bên đây là có rất là nhiều cái tượng Phật luôn. Nhìn một cái khung cảnh rất là trang nghiêm mà mình thấy cổ kính. Trước khi dẫn mọi người đi tham quan á, anh đến anh gặp thầy để thỉnh một cái vòng tay bình an ngay anh Hồ. Thầy ở bên góc bên kia. Tại vì rất hiếm được gặp vị thầy chủ trì tại đây. Lại xin thầy thỉnh một sợi vòng đeo tay. Và đến đây thì có dịp về Sri Lanka thì mình cũng sẽ xin thầy thỉnh một cái vòng đeo tay. Quỳ xuống. Và mình sẽ cúng dường phía bên đây. Đối với người dân theo đạo Phật ở Sri Lanka đó, việc các Phật tử đến chùa rồi để cầu mong sự an lạc thì ngoài ra đây là những cái dây vòng may mắn cầu sự bình an ha. Cũng giới thiệu với anh Hồ là trong những cái bảo tháp nhỏ như vậy á là có chứa xá lợi của các vị tăng, các vị sư ở Sri Lanka. Thường thì những cái xá lợi của các vị cao tăng á thì người ta sẽ không hiện diện cho mình thấy, cho nên sẽ cất ẩn vào trong những cái bảo tháp như vậy. Khác biệt so với ở bên Thái Lan. Thái Lan thì xá lợi của các tăng, các sư thì người ta sẽ hiện ra các theo màu đúng không? Nhưng hôm nay thì họ tôn kính, họ sẽ cất ở bên trong. Chẳng hạn như hôm trước mình thấy mình đến cái một ngôi chùa nổi tiếng Xá Lợi Răng Phật và mình cũng đâu có thấy được cái răng Phật, Đức Phật đâu. Đúng rồi. Đó. Rất là trân quý nên cất ở trong một cái tháp nhỏ nhỏ vậy ha. Còn kia là những cái pho tượng mà người dân Sri Lanka và các vị sư cao tăng cùng nhau đúc á. Ôi trời ơi. Có một điều đặc biệt là rất là nhiều người đúc chứ không phải là một người đúc. Nhưng mà khuôn mặt á, mọi người thấy gần như là xem với nhau. Nhiều người đúc.
Và phía bên xa xa kia là được làm bằng bạc. À, bảo tháp bằng bạc, còn bên đây là hoàn toàn là bằng giác vàng hết nè. Vàng thật luôn. Ồ. Và mình có thể vô trong đó được không? Được. À, trong này thì mình không vào được, nhưng mà bên trong này thì cái khu trưng bày, người ta ước tính toàn bộ các báu vật ở đây, có những báu vật cả ngàn tỷ lận. Và thậm chí có một con voi được cho là voi chúa, sau khi mất thì từ Kandy người ta đem về đây để làm một cái tiêu bản. Chút nữa mình sẽ đi tìm con voi tiêu bản. À kìa kìa kìa, đó. À, Phong ơi, cho anh hỏi tí xíu. Thì có phải đất nước Sri Lanka là rất là nhiều voi hay không? Hay là và anh với em có nhận thấy rằng á, vô những cái ngôi chùa cổ kính đều có những cái nhà voi như thế này? Thật ra người ta nói là đất nước triệu voi không phải là Sri Lanka, mà là nước Lào. Lào mới gọi là nước nhiều voi nhất. Rồi nhưng mà vì người dân Sri Lanka họ theo đạo Phật nhiều, họ tôn kính các cái vị thần và đại diện là con voi. Con voi đại diện là người mẹ trong đạo Phật, và người mà khi mà mẹ Maya nằm mơ thấy con voi thì mang bầu, mang bầu và sinh ra Đức Phật, cho nên là được cho là linh vật của người dân Sri Lanka, cho nên họ bảo tồn voi, dẫn đến là số lượng voi ở Sri Lanka rất nhiều. À, anh nhớ lại một cái câu chuyện là về cuộc đời của Đức Phật trước khi hoàng hậu Maya mà mang thai á, thì bà nằm mơ thấy một cái chú voi trắng, trên chú voi đó có một cái đóa hoa sen, và từ đó là mang thai luôn. Vậy thì chú voi này thì giống như là hiện thân của chuyện kiếp của Đức Phật đúng không? Đúng rồi. Mình qua bên đây mình xem này. Đây là con voi mà được hãnh diện khi mà rất là nhiều năm. Ôi trời. Khuân vác xa rời Đăng Phật đi dạo quanh cái thành phố Kandy mà mình đã từng chứng kiến rồi. Đây là tiêu bản ngà voi thật nè. Mọi người thấy ha, rất là to. Hàng năm thì voi này sẽ chở cái xa lợi Đăng Phật ở trên đỉnh và đưa đi dạo quanh cái thành phố cho người dân Sri Lanka chiêm ngưỡng. Những ngày qua thì Bùi Hồ và em Phong Bụi có được một cái dịp rất là may mắn, đó là khi đến đây ngay ngày, ngay tháng 7 là một cái tháng mùa Vu Lan, và các anh em đã chứng kiến một cái lễ diễu hành xá lợi dân Phật ngay tại thành phố Kandy. Và cái những cái chú voi chúa như thế này á, trên lưng là một cái bảo tháp bằng vàng chứa xá lợi dân Phật. Và anh nghe một nói một cái tình tiết đó là chú voi này khi mà tuổi thọ đã cao rồi đó, và khi mà qua đời thì chú voi này đã chảy nước mắt vì không được chở cái trên lưng, chở cái xá lợi của dân Phật nữa, đúng không? Người ta làm lại cái tiêu bản kích thước 1:1, vẫn thấy cái giọt nước mắt này trên con voi nhìn xuống đó. Có nghĩa là chú voi này hãnh diện là được chở xá lợi đăng Phật, và đến lúc mất đi thì nước mắt ròng ròng, nên bây giờ người ta lấy cái ngà lại và đúc lại cái bức tượng y như con voi, từ cái màu da cho tới mọi thứ đều y như thật luôn. Nhưng về kích thước thì giống như vậy, 1:1, và cây ngà thì chính là ngà của chú voi này luôn. Không được đụng vô. Bây giờ mình đi vào bên trong để cho mọi người xem cái những cái báu vật ở ngôi chùa này nha. Một điều gì đó khá là linh thiêng và hữu duyên khi mà Bùi Hồ cùng với em Phong có dịp trở về lại nơi chứa xá lợi dân Phật, và đây là nước Sri Lanka. Đây là những cái báu vật mà rất là nhiều các ngôi chùa các quốc gia khác đến mang đến đây để tặng cho nhân dân Sri Lanka này. Anh thấy bức tượng cổ cả ngàn năm rồi á. Bức tượng ngàn năm hả? Rất là nhiều báu vật ở đây nè. Đặc biệt là những cái vật phẩm này từ Trung Quốc, người dân Trung Quốc họ qua đây họ đảnh lễ xong họ tặng lại. Và có đây là tiêu bản của một cái cá sấu à, và có cả ông Quy cá sấu thiệt luôn ha. Cá sấu tiêu bản, tiêu bản hả? Kia là thiệt, xong rồi đó họ làm khô, họ nhúng cái mút Phật vào lại. Còn đây nè, đây là cái mai nè. Thật ra đây những cái bức tượng Phật mà cổ hồi xưa giờ á, thì mọi người sẽ thấy cái hình tướng rất là lạ so với những bức tượng theo phong cách của ở Việt Nam mình, khác biệt đúng không? Nhưng mà hồi xưa thì người ta đâu có mô, người ta chỉ nghe được truyền miệng thôi. Xong người ta sẽ tạc theo cái suy nghĩ của họ. Cho nên là những cái bức tượng hồi đó thì rất là khác so với bây giờ. Điều này minh chứng là tượng này rất lâu năm rồi nha. Ở đây ngôi chùa này thì có rất là nhiều báu vật từ Nhật Bản mang qua tặng,
và người ta còn thờ cả cái vị tổng thống của Nhật luôn. Ông Sonabe, ông bị ám sát chứ. Đúng không? Đây là tượng Phật nhập Niết Bàn ha. Đây là khu trưng bày của những cái món quà quý giá của nhân dân nước Nhật. Và đây là Đức Phật dưới cội Bồ Đề, 7749 ngày dưới cội Bồ Đề. Tất cả ở đây đều là cổ vật và có giá trị đinh lên đến hàng ngàn tỷ hả Phong ơi? Sonabe nè. Đây là vị thủ tướng của nước nước Nhật đúng không? Đinh Đông. Ngà voi nè, cứ mỗi khi con voi mất thì người ta sẽ lấy ngà và cất vào đây. Ôi trời ơi. Cái chân voi sao sao? Cái chân voi có thể làm được cái đồ đựng luôn. Đây là cái ngà voi nha cô bác anh chị. Mà không biết thì Bùi Hồ không biết thì khi mà một chú voi á mà tuổi thọ chú voi sống đến bao nhiêu tuổi thì mới được cái ngà nó dài như vậy hơn. Một cái ngà cực kỳ và dài hay không hơn. Và đây là cái chân voi á. Đây, đây là cái chân voi nè. Ô, ông cái chân voi đó. Rồi trời. Lần đầu tiên thấy luôn á. Họ lấy cái da voi làm đồ đựng. Hay ha. Sẽ đi qua hướng này hả Phong? À, anh thấy cái ngôi chùa này đó thì có thờ luôn cả Quan Công nè, cả mẹ Quan Âm nè. Thì bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, bởi Trung Quốc hay như thế nào Phong ha? Người Trung Quốc qua đây họ làm ăn rất là nhiều và họ xây dựng những ngôi chùa theo phong cách Trung Quốc, cho nên là ở đây sẽ có rất là nhiều bức tượng từ Trung Quốc và người dân Trung Quốc hay dâng tặng cho dân Sri Lanka. Và đây là cái tháp để mà chứa xá lợi đúng không? Cái mô phỏng lại cái tháp để chứa xá lợi đăng Phật. Thật ra là vô đây thì rất là mình cảm thấy là rất là choáng ngợp. Đây là bàn chân Phật đúng không hả? Bàn chân Phật chắc vàng. Tức là ở đây rất là nhiều báu vật nè. Anh thấy không? Mỗi cái hình tượng Đức Phật á, có lúc thì mập, có lúc là ốm, có lúc thì to. Nghĩa là theo cái truyền miệng người ta tưởng tượng, người ta điêu khắc. Cho nên là không có tượng nào giống tượng nào hết á. Chẳng hạn như bức tượng Đức Phật này nhìn rất là cân xứng, vừa vặn. Nhưng có những bức tượng thì lại ốm. Theo như người dân nói rằng là vì Đức Phật tu khổ hạnh, nghe ăn cân cử. Nhưng cũng có những cái bức tượng rất là mập, to, phốt phát. Thì đặc biệt là người Trung Quốc á, họ mong muốn là Đức Phật là phải đầy đặn để mô tả, mô phỏng cái đời sống của người dân á, luôn luôn đầy đặn. Trước đây thì anh có nghe một bài thuyết pháp của một vị thầy, thì thầy cho rằng là Đức Phật ở mỗi quốc gia đó, và cái hình tướng của Đức Phật á là mỗi quốc gia thì nó sẽ theo một cái nét tương đồng. Ví dụ như Đức Phật ở Nhật thì cái gương mặt nó sẽ khác so với Đức Phật ở Việt Nam, cũng như là Đức Phật ở Thái Lan hay Đức Phật ở Campuchia, thì cái hình tướng do cái truyền miệng và do mọi người tưởng tưởng nghĩ về Đức Phật á mà sẽ có một cái hình tướng theo mỗi quốc gia. Tới qua đây ha. Nhìn thấy thiêng liêng quá không ha. Như ở trên đức hình Đức Phật này ha, mình thấy có ở trên đó là như thế nào không ha? Đây là những cái bức tượng Phật mà ta vẽ thêm những cái họa tiết. Đây là dòng phái Tu Mật Tông. Ở các cái vùng như Tây Tạng nè, Bhutan. Thì họ tu theo phái Mật Tông á, cho nên là những cái bức tượng sẽ có thêm những cái họa tiết thêm nữa. Hay ha. Địa Tạng Vương này, Địa Tạng Vương theo Mật Tông này sẽ vẽ thêm những cái chiều họa tiết thêm ở trên cái gương mặt nữa. Qua bên đây ha Phong ha, anh em mình cùng qua đây. Ở trong clip này thì em có thể chia sẻ thêm về cuộc sống của người dân Colombo tín ngưỡng theo đạo Phật như thế nào hay Phong ha?
người dân Colombo, người dân Sri Lanka. Xin lỗi, là người dân Sri Lanka. Ừ. Mỗi ngày á, họ sẽ dành một vài phút thiền định, thấp nhất là 10 phút. Và họ cố gắng là mỗi ngày sẽ đến chùa. Đến chùa thì họ không phải thắp nhang, đến chùa thì họ sẽ hái hoa trong vườn. Trong nhà mình sẽ trồng rất nhiều hoa và hái hoa. Và sắp thành một cái hình họa rất là đẹp mắt. Và sau đó thì dâng lên các cái tượng Phật đó. Không đốt nhang nha, không có bánh trái gì hết, chỉ là hoa hái từ trong vườn thôi. Đây là khu vực nhà ăn. Đây là khu vực bếp ăn ha. Bếp ăn. Mình sẽ lên trên không? Lên trên thử xem à. Và ở Sri Lanka thì có cắm hoa giống như là ở Việt Nam không không, hay là dân hoa thì sẽ như thế nào? Ở Sri Lanka thì người ta chỉ có dân hoa lên thôi. Và đây là ta sẽ thấy người dân họ đang ngồi thiền định. Đây là có một cái gốc cây bồ đề phải không ạ? Đây là cái cô chú người dân Sri Lanka đó đang ngồi thiền định dưới lại một cái cội bồ đề cũng khá là lâu rồi. Và mình sẽ thấy được sự gì đó tỉnh thức ha, trong tâm hồn. Đây, phía trước có một cái cội bồ đề. Em chia sẻ về một cái cây cội cây bồ đề lâu nhất ngay tại lâu nhất thế giới đi không? Ngay tại Sri Lanka. Hiện tại thì Sri Lanka đang lưu giữ một cái báu vật, đó là cây bồ đề. Cây bồ đề này là cây bồ đề con được chiết nhánh từ cây bồ đề gốc ở bồ đề đạo tràng ở Ấn Độ. Khi mà Đức Phật ngồi dưới gọi gốc cây bồ đề á, tìm ra cái con đường của Phật giáo thì giác ngộ ha, giác ngộ ra thì cây bồ đề đó là cây bồ đề mẹ. Và sau đó thì mọc ra một cái con. Và người dân Sri Lanka đã chiết cái đó về đây trồng. Còn cái cây gốc ở đó thì sau cái cuộc chiến tranh tôn giáo giữa đạo Hindu và đạo Phật thì cây đó đã chết rồi. Vậy thì bây giờ cây nguyên thủy thế hệ thứ hai đang lưu giữ tại Sri Lanka. Là phải cây này không? Không, nằm ở cách đây khoảng 180 cây số. Nhưng mà cây này cũng được chiết từ cái cây gốc ở đó. Cây này có tuổi đời ngang ngửa với cây bồ đề ở bồ đề đạo tràng tại Ấn Độ. Mình thấy một bề hoành của cây bồ đề rất là lớn luôn ha. Và cô bác của anh chị thấy một điều cực kỳ thiêng liêng, đó là một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang đứng vào gốc cây bồ đề ôm trọn cái bức tượng này luôn. Nhìn có vẻ là nghiêu phong và rất là cổ kính ha. Đây người dân họ dân hoa nè. Hoa này là hái tại vườn, tại nhà. Hai loại hoa mà người dân Sri Lanka sẽ thích trồng đó là hoa súng và hoa sứ. Mình nhìn thấy thiêng liêng quá ha. Một cái tán bồ đề rất là rộng ở trong cái khuôn viên của ngôi chùa. Ngôi chùa này là có tên là ngôi chùa gì hay không ha? Tên rất là dài, bây giờ anh hỏi thì em không nhớ nổi đâu, dài lắm. Bây giờ mình sẽ qua đây tí xíu ha. Tí xíu thì mình sẽ... Đây, người dân đang ngồi thiền định. Một điều khá là đặc biệt là trong ngôi chùa này thì mình vẫn không có nhìn thấy những cái thùng cúng dường, đúng không? Đây là các hoa cầu của anh Thế Âm đúng không ạ? Và đây là những cái trụ bằng đồng đó, bằng đồng. Và ở trên này là điêu khắc nè. Đây là Bùi Hồ và anh Phong Bụi có chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một ngôi chùa cổ có tuổi đời hơn 100 năm và trong đây chứa rất là nhiều báu vật có giá trị để bảo tồn về tôn giáo Phật giáo á. Bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em cũng sẽ ốp máy, cũng sẽ đi để mà tham quan ngôi chùa thêm một lần nữa cũng như là cầu sự bình an ha. Còn bây giờ cảm ơn em Phong rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở lúc sau.